Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội để nối tiếp chuỗi video về các căn nhà xây mới tại khu vực trung tâm của Thanh Trì. Thì ngày hôm nay em Phương muốn giới thiệu với anh chị hai căn nhà nằm tại đường Phan Trọng Tuệ, cách ngã tư ngã ba Phan Trọng Tuệ giao với trục Ngọc Hồi Giải Phóng chỉ tầm 300-400m thôi. Hai căn nhà của chúng ta thì với diện tích lần lượt là 51m và 54m sổ đỏ, được xây dựng 5 tầng. Và anh chị yên tâm, hiện tại bây giờ thì đã xây riêng tường riêng móng hết rồi. Căn nhà của chúng ta thì ô tô 7 chỗ vào thoải mái nhé. Đã thiết kế sẵn gara ô tô ở tầng 1 rồi. Nếu anh chị nào đang cần tìm một căn nhà với diện tích rộng, khu vực Thanh Trì, ô tô vào nhà thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. À, đặc biệt căn nhà chúng ta với mức giá chỉ hơn 3 tỷ thôi, rất là tuyệt vời. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà của chúng ta. Tầng 1 để thông hết. Với diện tích sổ đỏ là 54m², được xây dựng 5 tầng, nhà hướng chính Tây Bắc. Khu này thì chúng ta xây dựng 2 căn. Một căn là diện tích 51m. Đều form thiết kế giống nhau hết. Tầng 1 thì sẽ để gara ô tô. Tầng 2 là phòng khách và phòng bếp. Tầng 3, tầng 4, mỗi tầng 2 phòng ngủ. Tầng 5 là phòng thờ sân phơi. Ngõ này thì ô tô thoải mái rồi. Đây, dòng transit các thứ 16 chỗ vào được hết. Ok. Đấy. Những form căn nhà rộng như này thì để ban công cũng được, hợp lý cho nó thoáng. Rồi bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết phía trong nhé. Khu tầng 1 này thì chắc để được khoảng 2-3 cái ô tô thoải mái. Phía sau là chúng ta sẽ bớt lại khe thoáng nữa. Vô cùng rộng. Đã làm sẵn chuồng cọp rồi. Tuy nhiên là chuồng cọp làm theo form hiện đại. Rồi ok, chúng ta sẽ lên đến tầng 2. Khi mà bớt lại một khe thoáng rộng như này thì căn nhà chúng ta cũng sẽ rộng lên rất là nhiều. Như chị thấy thì đây là phòng bếp của chúng ta. Thiết kế với gam màu rất là sang cho khu bếp. Em sẽ zoom rộng một chút lên cho anh chị dễ hình dung nhé. Đấy. Lên trên một chút này sẽ là phòng khách. Phong thiết kế rất là hiện đại. Đây phía sau đây. Đấy, phía sau cửa sổ hết. Đấy, tạo một cái cảm giác rất là thông thoáng cho căn nhà của chúng ta. Nào, chúng ta tiếp tục lên đến phòng khách nào. Đấy. Phòng khách rộng rãi. Đấy, có ban công. Đấy, ban công thoáng đãng luôn. Đúng là những căn mà hơn 50m như này thì nhà không phải lo lắng gì về diện tích cả. Bố trí kiểu gì cũng rất là hợp lý. Tiếp theo chúng ta sẽ lên đến tầng 3. Tầng 3 thì là mỗi tầng cũng 2 phòng ngủ. Tuy nhiên là đều có ban công hết. Đấy, khu vệ sinh của chúng ta có vách kính hết rồi. Đấy. Phòng trong, phòng nào thì cũng có cửa sổ thoáng hết. Anh chị hãy vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh, hình quả chuông nhé, để ủng hộ cho em Phương cũng như kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Và đừng quên comment ý kiến của anh chị xuống phía dưới nhé, để giúp cho em Phương hoàn thiện hơn, có những cái video chất lượng hơn để gửi tới anh chị. Làm sao mà để cho anh chị đỡ mất công nhất đi xem qua video và đến xem vị trí là đã ok rồi. Chúng ta sẽ 4 phòng ngủ. Phía sau là sân phơi. Đấy, đây là phòng thờ đây. Phía trước cũng là ban công. Đấy, trước cũng là ban công.
Đấy, đường trước nhà chúng ta đây vô cùng rộng rãi. Rồi em sẽ quay phía sau cho anh chị. Wow, ban công cực rộng rồi. Như anh chị thấy, ngay bên kia là trung tâm của Thanh Trì rồi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, số điện thoại 0987 396 111, để sở hữu những căn nhà như ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.